Hôm nay chúng mình cùng theo chân bạn Sonic đi du lịch xa nhé. Nhà bạn Sonic tổ chức đi du lịch tâm linh, đó chính là đi lễ ở đền cô bé Tả Van trên Sapa. Vì nhà bạn Sonic xuất phát khá muộn, là 2 giờ chiều mới bắt đầu đi, cho nên khi lên đến Yên Bái và Lào Cai thì trời đã bắt đầu sầm tối và có thể nhìn được cảnh mặt trời mọc rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy đó, thiên nhiên Việt Nam rất là tươi đẹp. Xúc xích siêu to khổng lồ. Trời ơi, đi ăn nhà hàng nhưng mà bạn ấy chỉ mong chờ để được ăn một cái bát mì tôm thôi. Bạn ấy mua cái bát mì hộp này từ trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Sau đó thì bạn ấy ôm nó mãi cho đến lúc mà lên đến nhà hàng. Sau khi mà ăn vã rất là nhiều thịt ngựa hấp, thịt ngựa nướng, thịt ngựa xào rồi thì bạn ấy không thể bỏ qua được là cái hộp mì tôm của bạn ấy. Sau đó thì bạn còn đây là món thịt ngựa xào lăn, đây thì là món lợn mường xào. Ăn nó cũng không khác lắm với lại món thịt lợn, chỉ khác nhau ở cái da, ở cái bì thôi. Còn đây là món canh cua cá không thể thiếu được. Đó, bát cá ngon quá. Mẹ bạn Dũng Đích rất là thích ăn cá. Nướng
thịt nướng kiểu gì. Mẹ bạn Dũng thì cũng không biết tên. Còn đây là gà hầm nha, gà đen của người Mông hầm nha. Món này khá ngon, tuy nhiên thì da gà dai quá. Hôm đấy mẹ bạn Xuân Nít bị đau răng nên là ăn mãi không được một miếng. Còn Xuân Nít thì rất là nhiệt tình, Xuân Nít ăn được 2-3 miếng gì đó. Đây là phố đêm ở Sapa, bạn ấy ngồi xe điện và đi vòng quanh thị trấn Sapa một lượt. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Xuân Nít đi Sapa, bạn ấy lên Sapa khoảng 5-6 lần gì đó rồi. Năm nào mình cũng đi từ 1-2 lần. Không biết có duyên gì mà Xuân Nít rất hay lên Sapa. Sau đó thì còn đưa bạn ấy lên tận đỉnh Phan Xi Păng khi mà bạn ấy còn đang ở trong bụng cơ. Chắc có lẽ vì thế Xuân Nít rất là có duyên với Sapa. Năm nào bạn ấy cũng đi từ 1-2 lần và bạn ấy rất là quen thuộc với các con phố ở Sapa luôn. Thậm chí bạn ấy thuộc đường đến nhà hàng, thuộc đường đến khách sạn, bạn ấy còn thuộc đường ra chợ luôn ý. Đó, đây là dãy phố sầm uất mà có nhiều nhà hàng hai bên này. Mọi người đi dạo phố một lúc thì có vẻ cũng mỏi chân rồi và chuẩn bị gọi xe điện để đi về tiếp. Mọi người lên ngồi xe điện đi một vòng phố nữa. Lần này thì nhà bạn Xuân Nít không ở tại phố Đèn Lồng nữa mà ở tận một khách sạn khác để trải nghiệm. Lần trước thì nhà bạn ở ngay tại phố Đèn Lồng, nhưng mà buổi tối thì nhìn ra thì cũng rất đẹp. Sau khi về khách sạn thì nhà bạn Xuân Nít quyết định là vì khách sạn gần chợ đêm quá nên là phải ra chợ đêm chơi một lúc. Thank you.
chìa khóa ở đây thì đồng giá là 30k à? Hay là 20k một chiếc nhỉ? Mẹ xuống nước trả tiền xong quên mất rồi. Sáng không có mưa, trời có nắng cho nên nhìn rõ được mây trắng và bầu trời xanh. Cảnh sắc cực kỳ đẹp luôn. Có lần bạn xuống nick lên Sapa thì gặp đúng thời tiết không được đẹp lắm. Tối thì sương mù nặng hạt gần như là mưa. Và sáng ra thì mù mịt, không nhìn thấy trời đất gì. Và chụp ảnh thì chỉ lúc nào cũng chỉ thấy mờ mờ màn sương thôi. Nhưng hôm nay thì trời cực kỳ đẹp nha. Thank you.
cùng Sonic ngắm nhìn một số công trình hai bên đường và cảnh sắc núi non ở Sapa nhé. Rồi bắt đầu hết đoạn dốc và chuẩn bị quay lại thị trấn rồi. Thì
nên mọi người đừng hiểu nhầm rằng Sonic hay ăn bốc nha. Bạn ấy dùng đũa rất là khéo đó. Đó, bạn ấy đang nhặt xương ra với vây đấy. Còn đây là món thịt lợn mường nướng. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy món canh cua cà trên mâm cơm của nhà bạn Sonic. Hôm nay thì khác một chút là có đậu sốt cà chua và gà rang nữa. Đó, bạn Sonic lại đang dùng tay để gặm thịt gà đó. Cảm giác như đang bước vào một công viên xanh mát vậy, với những hàng cây siêu to khổng lồ.